Do not play this game. Vâng, bức thư game bên đây, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái tựa game. Và chúng ta sẽ không chơi cái game này các bạn. Chúng ta không chơi cái game này. Bình thường ấy là game kinh dị, chúng ta phải chơi nó thì mới xuất hiện cái yếu tố kinh dị đúng không? Nhưng mà game này không các bạn ơi, chúng ta không chơi. Nhưng mà nó vẫn có những cái yếu tố kinh dị các bạn ơi. Một cái game rất là kỳ lạ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi, không hiểu sao mình giờ có thể bắt đầu được khi mình không chơi game này các bạn. Chắc là dù mình có chơi đi chăng nữa thì mình cũng không được phép gọi là khẳng định là mình đã chơi nhé. Đó là một tựa game kinh khủng đến như vậy đấy. Tối quá. Chỉ có những cái đèn dính ở trên tường thôi chứ không có đèn pin các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ phải đi đến con phòng ở phía đối diện. Ở đây có một cái cầu thang này. Cái cầu thang này dùng để làm gì? Mình có cảm giác hơi khó đi. Các bạn đợi mình một chút nhé. Vâng, mình lại tiếp tục quên và mở cái phần mềm gọi dấu đó. Rồi, di chuyển dễ dàng rồi. Nãy giờ các bạn có nghe thấy cái âm thanh thì thầm của cái kẻ nào đó không? Mình không biết đây thì thầm cái gì nữa. Ê, con đường có vẻ thay đổi đúng không? Ở đây làm gì có cái con đường vào chỗ này? Có cái gì ở trên tường đó nhở? Có cái gì đó ở trên tường các bạn ơi. Hóa ra là cái chỗ này nó rộng hơn mình nghĩ. Lúc đầu mình tự là nó kiểu giống như lại cái công thức của BT các bạn ơi. Là chúng ta sẽ đi đến một cái căn phòng khác rồi nó sẽ giống như vậy, càng lúc càng kinh dị. Mà hóa ra không phải. Chúng ta đang ở trong một cái tòa nhà rất là lớn. Cái giường quái quỷ đây, tại sao lại không có cái đệm ở trên? Chỗ này chắc là nằm đau lưng lắm đây. cái kiểu này là cho ai nằm đây? Bức tranh, tranh toàn là những cái bia mộ không ở dưới nào đây. Nhưng mà cái kiểu đây giống như là cái tủ, có cái tủ đựng sách ở đây này. Cái tủ này bình thường nó đóng lại và cái căn phòng này một căn phòng bí ẩn các bạn ơi. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại mở ra cho chúng ta vào. Rất là nhiều căn phòng. Cái này thì bị chặn lại rồi. Nhìn những cái đèn ở dưới, mình thấy nó giống như cây đuốc các bạn. Nó giống như cây đuốc trong Minecraft ấy. Nhìn rất là giống. Rồi, vào vệ sinh. Wow. Tất nhiên nó phải như vậy rồi. Ở máu. Ông cái này nhìn giống như là sơn đỏ hơn. Cái là sơn đỏ. Không biết là ai đã làm cái sơn đỏ ở chỗ đó nữa. Rồi, bây giờ chỉ còn cái bên tới hùm này thôi. Rất là tối, không thấy gì cả nhá. Bên đây thì có thấy được chút ánh sáng từ phòng tắm. Giờ cái viên... Hết cao hôn. Ê, game gì là hết rồi các bạn ơi. Cảm ơn vì đã chơi game này. Game này được làm trong vòng 30 phút và hy vọng khiến cho mọi người có cái sự vui vẻ hoặc là đáng sợ. Rồi, đừng quên kiểm tra những game khác của tôi trên XGO. Đây là cái trang mà mình hay thường chơi game. Như vậy, game thì được làm trong 30 phút các bạn. Thực không thể tin được. Nhưng mà nó cũng khá là kiểu tạo cho chúng ta một chút cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà mình thấy là nó khá tối. Mà chắc là cái chỗ tối đó là để hù cái đoạn vừa rồi thôi. Game này thì thật sự là không có gì đáng sợ cho lắm. Nhưng mà nó là cái tựa đề khá là đặc biệt thôi. Đúng là thật sự là chúng ta chưa chơi game này luôn. Có cảm giác như là chưa chơi các bạn. Mặc dù đã chơi hết rồi. Cái là ý nghĩa của nó là như vậy. Hẳn là nhà cầm đêm đang gọi là bắt đầu làm game cho nên là, hay là đang gọi là thử thách trong vòng 3 phút có thể làm được game như thế nào chăng. Chắc là vậy rồi.
mình sẽ thử tìm kiếm những cái game khác của tác giả này xem sao nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu cả những người mới. Đừng quên bấm cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.